Này, trong cái phần Excel chúng ta đã từng học. Như vậy chỗ này thầy sẽ dùng hàm này là hàm and. And là dùng hai dấu và. Đây là hàm and ha. Vậy các bạn sẽ có biến A bên này là true, false. Chỗ này là true, false. Như vậy, nếu mà true với true thì ra true. Và tất cả là false. Với hàm and, tất cả là false. Chỉ có hai cái cùng đúng mới đúng. Ví dụ, mua xe máy. Bây giờ cần điều kiện gì? Bạn muốn sở hữu một cái xe máy. Thứ nhất là tiền. Thứ hai đúng rồi, bạn muốn sở hữu, bạn muốn đứng tên. 10 tuổi đứng tên xe máy được không ta? Không được đúng không? Bao nhiêu tuổi mới sở hữu được xe máy? 14 mà. Rồi ok. Như vậy chỗ này là mình cần thêm điều kiện là tuổi. Hai điều kiện thì mới sở hữu một xe máy. Còn tiền đó là của mình hay của ba mẹ không quan tâm. Mà nói chung là có tiền. Được không? Nhưng mà hai điều kiện. Như vậy thì để mua được chiếc xe máy là phải vừa có tiền, vừa có tuổi. 10 tuổi đâu có đứng ra mua được. Cho là 14 được sở hữu đi. Thì em phải đủ 14 tuổi em mới đứng tên của cà vẹt được. Như vậy muốn có được một cái xe máy riêng là phải có tiền và có tuổi. Được chưa? Như vậy hai điều kiện này xảy ra cùng lúc thì mới được. Còn nếu tiền rất nhiều nhưng chỉ mới 10 tuổi, không đứng được một chiếc xe máy. Tuổi thì rất nhiều mà tiền thì không có thì cũng không thể tự mua một chiếc xe máy được. Đúng không? Đấy, như vậy thì cả hai cùng xảy ra thì đây là chúng ta hàm and. Được không nào? Còn ví dụ như chỗ này chúng ta hàm or. Hàm or thì các bạn sẽ dùng nháy và ở phía bên trên của cái dấu xịt sắt á, các bạn sẽ có cái dấu đó gọi là dấu và. Nó sẽ dùng hai cái dấu đứng á, này là o, hàm o. Hàm o thì sao nào? True, false. True, false. Hàm O thì chỉ có trường hợp cả hai cùng sai thì mới sai. Còn lại đúng hết. Còn lại cả ba cùng đúng. Đúng, đúng thì cũng cho đúng. Ví dụ điều kiện của chúng ta. Các bạn làm gì nào? Cái gì mà O? Ví dụ như ví dụ hoặc cùng xảy ra, ví dụ gì cho nó dễ nhỉ? Hoặc có cái này hoặc có cái kia là được rồi. Ví dụ sao tự nhiên nó không nhớ thôi. Tìm đi kiếm cái ví dụ gì cho nó gần các bạn. Bạn nào cho thầy một cái ví dụ chỗ này coi. Hoặc coi. Rồi chúng ta sẽ ví dụ về một cái bài tập liên quan đến or của chúng ta.
OHN. Ở đây điều kiện của chúng ta là sinh viên có học bổng khi điểm trung bình lớn hơn bằng 8, hành kiểm tốt thì mới có học bổng. Thí sinh đậu đại học tổng điểm 3 môn lớn hơn bằng 21 hoặc tổng toán lý hóa hoặc là toán hóa sinh đều được hết, đều là đậu hết. Chỗ này người ta đang ví dụ hoặc. Nếu như sinh viên có điểm toán lý hóa trên 21 hoặc toán hóa sinh trên 21 đều đậu. Điều kiện nào cũng được. Đó là chúng ta dùng hoặc. Toán cộng lý cộng hóa, toán cộng lý cộng hóa hoặc toán cộng lý cộng sinh. Hai điều kiện này đều đậu. Đó là phép toán O. Bây giờ chúng ta sẽ demo một cái bài tập liên quan đến hàm N và hàm O. Ví dụ như đề của chúng ta, bài này chúng ta sẽ có cái project slide 2. Slide 2 chưa tạo. New project slide 2. Slide 2. Rồi, chúng ta sẽ có một cái hàm N và O. Mình sẽ đưa ở đây. Ví dụ, mình sẽ nhập vô điều kiện của chúng ta là để đậu đi. Mình sẽ xét điều kiện là đậu. Nếu điểm trung bình, mình có điểm toán lý hóa nè. Điểm toán phẩy lý phẩy hóa. Nếu điểm trung bình lớn hơn bằng 5 và không có môn nào dưới 2 thì đậu. Đó. Nếu điểm trung bình lớn hơn 5 và không có môn nào dưới 2 thì đậu. Như vậy mình sẽ có điều kiện, hoặc là mình chỗ này mình có điểm trung bình trước đi. Điểm trung bình toán lý hóa. Mình sẽ có điểm in toán bằng 9, phẩy lý bằng 6, phẩy hóa bằng 8 chấm phẩy. Mình nhập luôn. Mình xét bạn này đậu hay rớt. Nếu xuống đây mình sẽ có điểm trung bình. Điểm trung bình bằng toán cộng lý cộng hóa chia 3. Nếu như điểm trung bình lớn hơn bằng 5. Nếu như mình chỉ xét một điều kiện thì chỗ này đậu. Còn không rớt. Nếu như mình chỉ xét một điều kiện điểm trung bình. Kịp chỗ này không? Nếu mình chỉ xét một điều kiện thì điểm trung bình lớn hơn bằng 5 đậu rớt. Vậy bạn này đậu hay rớt? Đậu. Bây giờ chỗ này một điểm. Chạy lên. Tại vì mình chỉ mới xét một điều kiện. Mình chỉ mới xét một điều kiện là điểm trung bình.
Cho nên bạn này vẫn đậu. Bây giờ mình xét tiếp. Điều kiện là không có môn nào dưới 2. Nghĩa là toán phải làm sao? Lớn hơn bằng 2. Lý lớn hơn bằng 2. Hóa. À, như vậy chỗ này điều kiện của mình ở đây sẽ là điều kiện và toán lớn hơn bằng 2. Ok, mình dịch thử lỗi hay không. Ok ha. Và lý lớn hơn bằng 2 và hóa lớn hơn bằng 2. Tức là môn nào cũng trên 2 cả. Chạy. Rớt. Chỗ này không những 2 điều kiện mà làm gì? 1, 2, 3, 4. 4 cái cùng đúng thì mới được. Toán, lý, hóa phải trên 2. Điểm trung bình phải trên 5. Thì mới đậu. Như vậy mình biết được và chưa? Được ha. Rồi mình sẽ lấy một cái ví dụ về hoặc. Số chia hết. Số chia hết. Số chia hết cho mấy? Hoặc. Và hoặc. Và thì chúng ta ví dụ là điều kiện của chúng ta. Rồi bây giờ hoặc nè. Giả sử mình sẽ trao học bổng đi. Trao học bổng môn toán đi. Trao học bổng môn toán. Vậy mình sẽ trao học bổng học sinh giỏi. Một môn tự nhiên. Học sinh giỏi một môn tự nhiên, miễn là toán 90 hoặc lý hoặc hóa 90 mà điểm trung bình trên 6.5 là coi như có học bổng. Chỉ cần một môn thôi, chỉ cần một môn là từ 9 trở lên và điểm trung bình của chúng ta là trên 6.5 thì có học bổng ha, coi như là một học sinh giỏi môn tự nhiên. Điều kiện của chúng ta là điểm trung bình lớn hơn bằng 6.5 và thêm một điều kiện nữa, có một môn trên 8.5, có một môn trên 8.5 hoặc là có một môn từ 9 trở lên. À, một môn từ 9 trở lên thì có học bổng. Như vậy chỗ này mình sẽ muốn xét học bổng bạn này thì nếu gì đây? Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 6.5 hoặc gì? Toán lớn hơn bằng 9 hoặc lý lớn hơn bằng 9 hoặc hóa lớn hơn bằng 9 thì chỗ này chúng ta sẽ chỗ này là có học bổng. Không có học bổng. Trung bình lớn hơn. Rồi mình cho điểm hóa chỗ này là 2. Chỗ này là 9. Mình sẽ in cái điểm trung bình ra.
để mình biết được điểm trung bình là bao nhiêu. Điểm trung bình 2 chấm phần trăm F phẩy điểm trung bình chấm phẩy, sau mỗi lần có chấm phẩy giúp thầy. Phần trăm F tự nhiên và F, phần trăm F xịt N. Ủa sao vậy? Điểm trung bình phần trăm F rin F điểm trung bình là 6, đậu có học bổng. Sai gì? Sai gì? Điểm trung bình lớn hơn bằng 6.5. Hoặc đây, chú ý chỗ này giúp thầy. Mình sai gì biết không? Hồi nãy mình nói gì? Điểm trung bình 6.5 thì chỗ này các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. Bởi vì bạn này mà có học bổng là sai rồi. Trung bình có 6 à. Như vậy điều kiện của bạn là gì? Điểm trung bình 6.5 và mở ngoặc nguyên cái cụm phía sau. Nguyên cái cụm phía sau. Cái nào cũng được. Miễn là có một môn trên 9 là được. Về bạn này không có học bổng. Đó. Ở chỗ này mình sẽ xuống dòng cái. Như vậy điều kiện của chúng ta là điểm trung bình lớn hơn 6.5. Và có bất kỳ một môn trên 9 là được. Ha. Vậy điểm trung bình của bạn này có 6 à. Cho nên bạn không có học bổng. Giả sử chỗ này bạn lên 5 điểm. Trung bình của bạn là 7. Bạn đậu và bạn có học bổng. Như vậy, hiểu được N và O, được chưa? Cái này chúng ta áp dụng công thức N, O để chúng ta giải quyết bài toán logic. Ha. Điều kiện của chúng ta ở đây. Điều kiện như ta. Nếu đậu điểm trung bình lớn hơn bằng 5 và không có môn nào dưới 2 và toán lớn hơn bằng 2, lý lớn hơn bằng 2, hóa lớn hơn bằng 2. Điều kiện học bổng, điểm trung bình lớn hơn 6.5 và có một môn từ 9 trở lên. Và có một môn từ 9 trở lên, bất kỳ môn nào trên 9 cũng được. Bất kỳ môn nào trên 9 cũng được. Và các bạn code lại chỗ này giúp thầy.